chào quý bà con nha. Hôm nay mình đi quay lúa đầy thơm thu hoạch bà con ơi. Ở đây là gần nhà mình luôn, lúa quá trúng luôn. Cậu mình mới cắt thành công 24 bao bà con. Và đây là miếng đất của cậu mình ở đây. Miếng đất hiện tại là mình đang quay là 3,5 nha bà con. Lát coi số bao bao nhiêu là mình sẽ đếm cho bà con luôn, tại đặt luôn bà con ơi. Thì đây là miếng đất cái này. Đây mới cắt cái miếng đồng dữ đó đó bà con. Là một công 24 bao đó. Còn mới kéo xong nè. Quá lúa luôn. Này bao còn đã trắng nha bà con. Đây một khớp, đây khớp. Đây là 3,5. Ông anh mình mới mở đường, có một đường kế bên đi thôi mà 2,5 nè. 3,5. Đây 3,5 luôn nè. Là từ đây qua bển thôi đó bà con. Mở đường có một đường thôi đó. 3,5 á. Lúa trúng giả mang bà con ơi. Bây giờ công 24 bao thì bây giờ cho bao bao vàng này bình quân 55 thôi. Là cũng cho tháng 3 rồi bà con. Gần tháng 3 rồi. Thôi con thấy không? Mình không có nói dốc đâu. Đây là một lát mình đếm thực tế cho bà con xem luôn. Là đây là hiện tại là mình đang quay là 3,5 nha bà con. 3,5 tầm cắt nha bà con. Là tầm lớn á, là một công 1,300 mét vuông á. Một công là 1,300 mét vuông. Và lúa thì bao đang chắc đầy đây. Lát mình sẽ đếm cho bà con xem cái số lượng bao cho bà con. Dạ, chính xác luôn rồi bà con. Lúa thì một lát để máy qua mình sẽ lại quay vùng lúa cho bà con xem. Rồi bây giờ vùng lúa cho bà con xem nè. Lúa thì lá đài rất đẹp bà con ơi. Bán giá 6,000 bán giá 7,000 nha bà con, nhưng mà thương lái xin ít 200 đồng rồi, còn 6,800. Đây lúa nè, còn xanh nè, và còn xanh da không còn xanh nha bà con, lúa xanh xanh tư luôn, chưa như là mới chín tới thôi bà con ơi. Một lúa thì no, chuyên gia là đây là miếng đất của kỹ sư luôn á, đất của sư với cái miếng sáu công bên đó nữa cho bà con. Đất của kỹ sư mừng lắm, lá đài con đẹp tuyệt tài, đẹp luôn bà con, lá đài con lúa giỏi dân bà con thấy đó. Và máy này là máy 105 nha bà con, DC 105, phải kéo đang kéo rồi đó. Này ba công máy này hồi nãy hai công mà kéo con xe là muốn ngói luôn, 2,5 kéo con xe mà muốn ngói, mà còn ba công này chắc kéo hai xe quá. Để chia ra bà con. Lúa đợt này thì nhờ đứng sinh được này, nhờ vụ xa về lớn bà con nên bà con được chiếc lớn nha bà con. Đây chơi 105 máy này là máy Thái bà con, máy cắt tại vì lúa còn khá xanh đó, nên là cũng ra sao nhiều lắm bà con ơi. Đây. Tại một lát mình sẽ đếm trên cái xe kéo gom mày bao nhiêu để mình đếm cho bà con xem. Đây hiện tại trên xe là 14 bao đó con, rồi chục bao 15 rồi đó, 15 16 chuẩn bị dục bao này nó là 17 nè con, 17 vào 3 bao đầu trước là 20 nha bà con, 20 là năm này là 25 nè, 28 31 31 và 36 nè bà con. Đây là 36 bao rồi đó. Thấy không bà con? 3,5 mà 36 bao rồi đó bà con. Mà còn là còn trên đó nè bà con. Và đầu vậy nữa. Thì hiện tại là còn một chồng nữa là xong nha bà con. Hồi nãy là mình đếm 36 bao là xe đang chắc lên đó. Là 36 bao còn cụm này và mình đó nữa bà con. Một lát mình sẽ đếm lại cho bà con xem. Đây một chồng nữa bà con. Đây là đó nữa là xong nha bà con. Cắt khá là bự. 36 bao mình sẽ đếm cho bà con xem. Nãy 36 bao đó bà con, là ở đây 5 bao nó là 41 nè, 43 nè, 45. Và ở đây 3 bao nó là 48 nè bà con, 48. Và không biết lấy giờ nó dịch lên bao nhiêu bao nữa. Chắc lát mình lại phải
kiểm tra lại bà con ơi. Thì ở đó thịt 4 bao ở trên xe nữa kìa, cứu được quá trúng bà con ơi. Thì hãng máy tắt một trường cổ đó nó cuối cùng lên nè. Ok, mình bà con mình phát để mình lên xe kéo một chuyến lại cho chắc luôn bà con ơi. Kéo cần chạy để nó lên chắc. Mình phát cho kéo một chuyến bà con. Đây, hiện tại mình kiếm lại trên xe là 44 bao bà con. Đây là 45 bao đó bà con. 46 và một bao đó là 47 nha bà con. 47 và ba bao nữa là 50 và ở đây còn mấy bao nữa bà con, hai bao nữa là 52 nha bà con. 52 là mình xuống dưới mình đếm lại cái cụm dưới đó, tại giờ nãy là mình đếm cái bình chữa cụm này anh lên gom bà con nên không có biết. Lũ được quá thì cũng to luôn bà con ơi. Để xuống dưới cho bà con, cho bà con ơi, anh đã giờ mới giục lên hai bao nữa bà con và bao đó nữa nè. Là 55 mà đó bà con, đó 55 còn tím sơ hết là 70 đó bà con, cho nên quay bỏ cho bà con 55 đó, cứu đây nè. Tổng cộng 70 bao bà con là một công là 20 bao bà con ơi, 20 bao to, 20 bao ai sập là bao sắm mấy thôi là một công sắm mấy rồi, và sắp hơn cái miếng hồi nãy cắt ở dưới đó cộng lấy 24 bao mà bao trắng nha bà con, là bao trắng, bao kiểu như vậy nè. Còn phải bao trắng của châu Quân Phát nha, mình chia sẻ cho bà con đó là bao nhiêu đó bà con ơi, là bà con nha.